thứ được chuyện này nữa, thì cảm thấy bị phản bội khủng khiếp, chỉ vì đủ cớ cho nó, chỉ vì đủ cớ mà biết cớ có thiệt hay không, có thể có thiệt, nhưng mà liên quan điểm như vậy, cái người mà chí ý chí như chị Liên á thì không có cái gì cản được chị đâu, quý vị hiểu không? Cái người mà yếu đuối thì đi một thang, cái người vô cùng mạnh mẽ, vô cùng tài giỏi, chị Liên á, ý chí nghị lực và kỷ luật của chị là tuyệt vời, không như Liên mà đi nhiều khi còn bê tha, cái chị Liên tuyệt vời, thành ra đi không có tha thứ được cái chị này. Rồi Liên cố gắng Liên đi thiền, Liên đi học seminar ở khắp nơi trên thế giới mà Liên cũng không tha thứ được cái chị ơi. Và Liên đau khổ cái chị này, Liên muốn tha thứ mà không được, không ai là gặp mặt bả đâu. Thấy tội nghiệp mà, cái tội nghiệp mà. Con người ta đau lâu mới làm lỗi lần chứ đúng không ạ? Nhưng mà sao mình cảm thấy mình bị phản bội á. Mình tin tưởng 100%, mình bỏ hết tất cả mình về. Thành ra lúc đó tới tháng 9 năm 2014 Liên chạy lại đây là mình. Chứ lúc đó Liên đi chia tay hết tất cả mọi người, nên là Liên về luôn, chứ không về đây là. Tới 2019 Liên về là tháng 9 2014 Liên về lại là vậy đó, tại vì đâu còn con đường nào khác đâu. trở lại cái chương trình ha. Thì cái điều Liên muốn nói với quý vị là gì? Nếu như quý vị muốn A, con quý vị muốn B, gần như bảo đảm nó là đứa bất hiếu, ai trong quý vị đồng ý được. Và có đứa nào muốn A y như quý vị được không? Có không? Nếu mà nó muốn A y như quý vị thì nó là đứa bất hiếu đúng không ạ? Quý vị đã gặp cái người như vậy bao giờ chưa? Nhưng mà nhiều hay ít? Ít lắm. Và hoặc là quý vị có gặp cái người mà cha mẹ rất hài lòng về đứa con, nhưng đứa con không hề hạnh phúc không? Vậy thì nếu như quý vị là người cha mẹ đó, có đứa con mà mình rất hài lòng nhưng nó không hề hạnh phúc, quý vị có muốn không? Đúng không quý vị? Thành ra cái điều mình muốn chia sẻ là gì? Sự thật quý vị có thể vẽ ra hàng khối cái thứ trong đầu đó, hiện thực nó có thể ra được hay không thì hoàn toàn khác, đúng không ạ? Giống như rõ ràng là Liên muốn về cho ba má Liên vui á, nó có về được không? Đâu phải là lúc nào con quý vị cũng có thể làm được cái điều quý vị muốn đâu. Hơn nữa là gì? Hơn nữa quý vị sinh con quý vị ra để làm gì? Để sau này nó nuôi mình lúc nào mình về già ha, để nó làm cho mình vui vẻ ha, để làm cho mình hạnh phúc ha, đúng không? Quý vị mua cái máy về đi, nó làm cho quý vị hạnh phúc, bảo đảm nhấn lúc này nó sẽ phát ra tiếng này, nhấn lúc kia phát ra tiếng kia, nhớ lúc nọ nó không phát ra tiếng nào hết. Còn con người nó làm được vậy không? Được chứ. Biến nó thành nô lệ nó làm ăn. Quý vị thấy nô lệ chuyên nghiệp tốt không? Biểu sao làm vậy? Ai trong quý vị muốn con mình thành nô lệ chuyên nghiệp? Và ai trong quý vị muốn con mình thành một con người có suy nghĩ, được hạnh phúc và sống như một con người đúng nghĩa sẽ ra đây? Mà con người nghĩa là mỗi con người chúng ta không giống bất kỳ ai trên thế giới này. Ai trong quý vị đồng ý gì này? Và không giống bất kỳ ai trong quá khứ, không giống bất kỳ ai trong tương lai. Chúng ta là một thực thể duy nhất hiện hữu trong dòng lịch sử của loài người. Quý vị có cảm thấy cái điều đó là cái điều tuyệt vời không? Quý vị có muốn gìn giữ cái điều tuyệt vời đó không? Hay quý vị muốn con quý vị biến thành cái gì đó giống người khác? Hay quý vị muốn con quý vị biến thành cái gì đó giống mình? Cái đó là quyết định của quý vị, thì không có quyền chê lai hay là khuyên răn quý vị. Vấn đề là nếu quý vị đã đồng ý rằng chúng ta mỗi một con người độc lập, khác hẳn những người xung quanh, khác hẳn những người trong lịch sử, trong quá khứ cũng như trong tương lai, nếu quý vị nghĩ cái đó là một điều tuyệt vời thì hãy gìn giữ nó, hãy nuôi sống nó. Vấn đề chỉ là gì? Chỉ là chúng ta không thể đi con đường A. Quý vị hiểu được rằng chúng ta đi con đường A chúng ta sẽ có kết quả A đúng không ạ? Chúng ta đi con đường B chúng ta sẽ có kết quả B. Cái điều duy nhất Liên có thể đề nghị quý vị là đừng đi con đường A mà hy vọng có kết quả B. Vậy nó không thể được, đúng không ạ? Thành ra hãy suy nghĩ cho thật cẩn thận, cuối con đường đó là kết quả gì, mình thật sự muốn như vậy hay không. Và một khi tới đó, đừng quay đầu lại, đúng không ạ? Thành ra
thành ra muốn cho con mình có cái gì, bây giờ mình suy nghĩ thì mình sẽ chọn làm cái gì để nó được cái điều đó. Vấn đề là cái mình muốn cho nó có phải thật sự là cái nó muốn cho nó hay không. Vậy thì cái phần này nó dài dòng, nó nhăn tụi ha. Tôi còn nhớ là thời kỳ đầu liên lạc chương trình này, cái phần này phụ huynh rất bực mình. Bây giờ có ai bực mình không, xin giơ tay thẳng thắn. Ai bực mình không, xin giơ tay. Không ai bực mình hay là bực mình nhưng không giơ tay. Vậy thì trong cái tài liệu của cái vị á, nó có cái chữ ước mơ, kỳ vọng, thèm khát. Thì sự khác biệt giữa ước mơ và mục đích là gì, quý vị? Mục tiêu là gì? Ước mơ là có thì vui, không có không sao. Nhưng mục đích là gì? Phải làm sao cho nó còn được, nó mới gọi là mục đích, đúng không ạ? Vậy thì sự khác biệt giữa ước mơ và mục đích là ước mơ có thì vui, không có sao. Mục đích là phải có còn được. Và vì vọng cho nên cái sự kỳ vọng, ước mơ nó có gắn liền với kỳ vọng không? Không, tại vì không có không sao. Nhưng mục đích nó có gắn liền với kỳ vọng không? Có. Vậy thì cách tốt nhất để không, khi mình kỳ vọng mình không có thì mình bị gì, quý vị? Thất vọng. Cho nên cách tốt nhất để không thất vọng là đừng kỳ vọng. Đúng không ạ? Sự thật là gì? Cái muốn cho cái sự khác biệt giữa ước mơ và mục tiêu đó, là muốn có mục tiêu thì mình phải có kế hoạch. Còn ước mơ không có không sao, cho nên khỏi phải có kế hoạch. Thành ra muốn có đạt được mục tiêu thì mình phải có kế hoạch và phải có phương pháp, đúng không ạ? Thành ra quý vị có mục tiêu không có việc là gì đó, cho nên quý vị mới ngồi đây, đúng không ạ? Để chi? Để quý vị có thông tin và phương pháp. Và vậy thì ngày mai chúng ta sẽ nói cái cách lên kế hoạch. Trong cái phần mà kỹ năng phân tích đó, chúng ta sẽ nói cách lên kế hoạch. Đặt câu hỏi, cách đặt câu hỏi để lên kế hoạch. Vậy thì sự khác biệt giữa mục tiêu, mục đích và chuẩn mực là gì? Goals and standards đó. Mục tiêu là một lần, còn chuẩn mực là luôn luôn, đúng mà. Cho nên người ta mới nói là gì, những người mà đặt mục tiêu là giảm cân đó, thì họ giảm rồi sao? Họ lên lại. Còn khi mà họ đặt tiêu chuẩn là không bao giờ tăng cân á, thì họ mới đều đặt như vậy, đúng không ạ? Cho nên họ sẽ lên xuống trong cái giới hạn cho phép, chứ họ không có lên xuống bất thường. Thành ra chị cả, trời, quý vị biết chị cả lên đẹp lắm. Đẹp lắm, tôi còn nhớ cái thời mà Diễm My, quý vị còn nhớ Diễm My không? Có ai biết Diễm My, xin nhớ tay. Ủa, nhiều người vậy hả? Cái thời mà Diễm My chụp hình lịch á, trời đẹp tuyệt vời á. Nhưng thấy không? Chị Liên đẹp cỡ đó. Chị nói thiệt mà. Lúc đó là người ta mời chị Liên chụp hình lịch luôn á. Người ta mời chị Liên làm diễn viên luôn á. Mà chị Liên không từng, chị Liên không muốn. Tại vì chị Liên không có muốn bước vô con đường nổi tiếng. Với lúc đó chị yêu cái anh chồng chị bây giờ đó, cho nên chị không có muốn ảnh hưởng tới hạnh phúc của hai người. Chị đẹp lắm quý vị. Cho tới bây giờ á, ông chồng đi đâu cũng nói, ôi trời ơi, vợ tôi đẹp quá. Ông chồng buồn cười lắm. Ôi ơi, vợ tôi nấu cơm ngon quá. Vợ tôi đẹp quá, đi đâu cũng nói chứ. Anh thấy đời anh không gì sướng bằng có vợ như em. Đời anh là sướng nhất là có vợ như em. Mà chỉ đi đâu cũng nói chứ. Đúng rồi, tại vì tôi hầu anh thôi, cho nên anh sướng cả, anh có bao giờ hầu tôi đâu. Thì cái này chỉ nấu ăn, chỉ lo lắng chồng thầy nữa. Chị đây là một người kỷ luật, tài giỏi, nấu ăn rất ngon, nhà chỉ sạch khủng khiếp, con với lễ phép khủng khiếp, người rất là đáng khâm phục. Cho nên chị Liên á, Liên là người đặt mục tiêu giảm cân, cho nên quý vị nào mà gặp Liên thì thường thời gian dài thì thấy Liên sao? Bạn Liên nó nói Liên giống như là bong bóng, cái phòng Liên thèm xuống thường xuyên lắm. Tại Liên cứ đặt mục tiêu giảm cân mà, còn chị Liên tiêu chuẩn của chị là như vậy từ hồi 18 tuổi cho tới bây giờ chỉ 50 mấy tuổi rồi vẫn còn thân hình, vẫn còn mặc vừa cái áo hồi thời trung học, cái áo dài thời trung học á, bây giờ vẫn còn mặc vừa. Quý vị thấy khủng khiếp không? Người rất đáng không trời. Với hồi học dạy con về tiền sẽ nghe thêm về chị cả của Linh. Thì chắc
Thì trong cái tờ tài liệu quý vị có cái chữ bao báp, sequoia and bonsai, đúng không ạ? Bao báp là cái cây rất là lớn ở sa mạc Sahara ở châu Phi á. Còn cây bonsai là cái cây bonsai của Nhật Bản, đúng không ạ? Cây bonsai nó đẹp kia không? À, nhưng nó nhỏ xíu à. Còn cây bao báp nó cũng đẹp lắm, nhưng nó lại to, đúng không ạ? Sự khác biệt giữa hai cây này là gì? Cây bao báp là để dài mà đó, không ai được tới. Còn cây bonsai là phải chăm sóc rất kỹ, ra cái cành, ra cái cành úng, và họ cho nước vừa đủ để không chết, không để cho nó lớn, lớn là hết đẹp. Và cái hay của bonsai là làm sao cho nó nhỏ xíu nhưng nó sống rất lâu và nó rất đẹp. Nó cong cái cành nó rất là thiếu tự nhiên, hoàn toàn không có tự nhiên như nó đẹp. Còn cái cây bao báp là không ai làm gì hết, muốn làm thì làm, cho nên nó rất tự nhiên nhưng nó cũng rất đẹp. Vậy thì sự khác biệt với hai cây này là gì? Cái cây bonsai á, cuộc sống của nó khắc nghiệt không quý vị? Ai trong quý vị nghĩ cuộc sống của bonsai rất khắc nghiệt, xin giơ tay. Và ai trong quý vị nghĩ cuộc sống của bao báp không khắc nghiệt, xin giơ tay. Và ai nghĩ cuộc sống bao báp cũng rất khắc nghiệt, đúng không quý vị? Cuộc sống của bao báp rất khắc nghiệt, không ai chăm sóc hết, nó phải tự mình chống đỡ với thiên nhiên, với vân vân, đúng không ạ? Cho nên cả hai cái cây này là gì? Một là sống, hai là không có con đường gì nữa, đúng không ạ? Tức là cái cây nó yếu thì nó nuôi cái kiểu bonsai cũng chết à, tại vì quá khắc nghiệt. Mà nó yếu thì cái kiểu bao báp nó cũng chết. Cho nên ở giữa đó, cái cây sequoia là cái chữ giữa đó, đây là cái cây ở rừng sequoia của Mỹ. Cái cây này nó là động vật có khối lượng và trọng lượng to nhất thế giới, đó là sinh vật có khối lượng và trọng lượng to nhất thế giới. Những ai mà đã từng đi chương trình trải nghiệm Hoa Kỳ, các anh em có ai không? Và chương trình đó chúng ta đi 2 ngày và chúng ta sẽ thăm cái rừng sequoia này. Cái cây nó to tới mức mà nó khoét cái lỗ rồi cái xe hơi chạy qua chạy lại mà nó không chết. Có con nó vậy á, à, cây nó tên là sequoia, con có thấy trên mạng hả? Nếu mà chúng ta đi chương trình trải nghiệm Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ tới tận nơi và nhìn thấy nó luôn. Nó không phải một cây đâu quý vị, nó một rừng như vậy đó. Tại vì người ta gìn giữ từ lâu lắm rồi. Thì cái cây bonsai là cái cây nó nằm trong vườn quốc gia từ năm 1800 mấy, khi mà chính phủ Mỹ chưa văn minh tới mức mà gìn giữ, thì đã có một nhóm người trí thức Mỹ họ văn minh hơn, họ lập ra cái đội từ thiện, đội tình nguyện, đội quân tình nguyện gìn giữ cái rừng cây bonsai này cho tới ngày chính phủ Mỹ văn minh đủ mới đưa ra luật giữ bonsai. Quý vị thấy đây là lý do tại sao mà chương trình kỷ luật công đức mắt không bao giờ vào bộ hoặc bộ giáo dục học vậy đó. Quý vị thấy một xã hội dân chủ á, nó tới từ đâu? Nó tới từ trách nhiệm của từng người dân, thấy gì tốt làm, cũng chờ đợi chính phủ. Quý vị hiểu ý không? Thành ra cái cây bonsai á, hơn 100 năm nay nó đã được gìn giữ, nó đã được bảo tồn. Cho nên cái cách giữ là gì? Họ chỉ vây, họ chỉ đặt thành cái khu vực và họ không được chạm gì hết. Khi nào có thời tiết quá khắc nghiệt thì họ mới tới họ giúp đỡ. Còn khi nào có sâu bệnh thì họ mới tới họ chữa bệnh cho cây, còn không thì họ để cây sống một cách tự nhiên. Vậy thì giữa cái bao báp và cây bonsai nó cũng, cái cây sequoia nó cũng rất là đẹp. Vậy thì có 3 mô hình bonsai, nghĩa là chăm sóc kỹ tới mức không còn đường phát hơn, không còn đường lớn. Đó là con của chị Cả Liên. Chăm sóc kỹ khủng khiếp, không còn đường lớn. Hoặc là thả rong ngoài đường, đó là Liên, lúc xưa lúc lớn lên. Hoặc là cây bonsai, là cây bao lá. Và cái cây sequoia, tức là cứ để cho nó sống tự nhiên. Khi nào nó gặp khó khăn, mình mới can thiệp để giữ gìn cho nó khỏi bị vấn đề. Quý vị chọn cái mô hình nào? Tùy quý vị thôi. Thật ra cả ba mô hình đều dẫn tới kết quả tuyệt hảo. Nhưng cái điều chắc chắn rằng bonsai, bao báp, sequoia, thằng nào có đời sống khắc nghiệt?
bác sa thật là bác sẽ khoa gia có đời sống khác biệt không? Không. Đời sống nó rất tự do thanh thản. Khi nào gặp nguy hiểm có người bảo vệ. Còn ba bác gặp nguy hiểm không ai bảo vệ, đúng không ạ? Thành ra Liên Lương ra ba mô hình này để hy vọng quý vị có một cái lựa chọn đúng đắn cho con mình. Và bây giờ thì là 11:30. Quý vị có muốn